Hôm nay sư phụ cho các con thực tập đi thiền hành một chút để cho các con có cảm nhận về cái thiền, nghe không? Thì thiền thì là cốt tủy của đạo Phật đấy. Đức Phật Thích Ca cũng nhờ tu thiền mà ngài giác ngộ. Các con nhé. Thế thì đi thiền hành là một phương pháp thiền. Và khi các con đi như vậy mà các con chú tâm vào từng cái bước chân của mình ấy, thì đây mình gọi là rèn cái sự chú tâm. Nhờ có chú tâm tốt thì cái tâm của mình nó sẽ không lăng xăng loạn động nữa, và nó sẽ sinh ra định tâm. Có chú tâm rồi mới có định tâm, mà từ định tâm rồi thì mình mới có trí tuệ, gọi là định sinh ra tuệ. Có định tâm thì trí tuệ nó sẽ sáng suốt. Trong cái cuộc sống, cái thời đại mà công nghiệp như thế này, nhất là đất nước Nhật Bản, các con sang đây lao động rất là vất vả, rất căng thẳng. Nếu các con biết đi thiền hành sau mỗi cái thời làm việc vất vả ấy, thì cái đó rất là lợi ích cho sức khỏe và trí tuệ của các con rất nhiều. Đi thiền hành nó giống như một cái sự nghỉ ngơi ấy, một sự thư giãn rất là tốt. Các con hiểu không nào? Thế nếu mà ở cái nơi mình ở mà lại có con đường hay là có một cái bãi sỏi đấy để mình đi, mình đi chân trần đấy, mình đi thiền hành thì lại càng là tốt. Đức Phật cũng thế, ngài khi mà ngài tuổi rất cao rồi nhưng mà ngài vẫn đi thiền hành các con ạ. Đấy, cho nên sư phụ rất là mong muốn các con ở bên này, đất nước Nhật Bản này, các con thực tập được cái pháp đi thiền hành nhé. Ở chùa Ba Vàng mình thì chư tăng trong rừng, là đêm đêm là các thầy đều phải đi kinh hành hết đấy. Đấy, nửa đêm cũng dậy đi kinh hành. Đấy, cho cái việc thực tập kinh hành nó rất là quý, tăng trưởng trí tuệ, nghe không? Thường ngày chúng ta đi thì chúng ta gấp gáp vội vàng cũng chả để ý gì đến cái chân mình cả. Nhưng mà đi thiền hành là ta chú tâm xuống từng cái cử động của cái chân của mình. Nhấc chân lên, dở bước, rồi chạm đất, đạp chạm đất, mình đều theo dõi được hết. Nghe không? Nhé. Thời tiết nó về chiều nó cũng hơi se se lạnh, đúng không các con? Cái lạnh ở đây nó cũng giống như Đà Lạt ấy. Các con đi thiền hành một đoạn vừa rồi thấy thế nào? Cảm xúc thế nào? Con kính bạch sư phụ là con xin giới thiệu đây là chồng con, và chồng con là người Thiên Chúa giáo ạ. Thiền nó không phân biệt con ạ. Thiền là không phân biệt tôn giáo. Đấy, cái đặc biệt ấy, thiền nó chính là một cách sống tỉnh thức, cách sống chính niệm, chú tâm, gọi là sống trọn vẹn. Cho nên là thiền nó không phân biệt tôn giáo nào cả. Các con hiểu không? Tuấn hiểu không? Đấy, nó là cái sự giác tỉnh về chính mình thôi, về thân tâm của mình thôi. Và ai thì cũng thế, người đạo nào, tôn giáo nào cũng cần đến thiền cả. Cho nên thiền nó là chung nhất, nó là một cái phương pháp sống tốt đẹp nhất, trọn vẹn sâu sắc nhất. Các con hiểu không? Không phân biệt. Giờ Tuấn hôm nay thực tập đi thiền hành cùng với sư phụ, cùng với tất cả đại chúng, con thấy thế nào? Con cứ nói đi. Hôm nay thì lần đầu tiên con được đi thiền hành cùng sư phụ Chư Tăng và cùng cô chủ nhiệm và mọi người. Cũng có thể là do con lần đầu nên là con cũng chưa cảm nhận được nhiều lắm. Và tâm con vẫn, nó vẫn bị xao động. Nó chưa thấy được.
nó chưa chú tâm vào trong cái việc thiền hành như sư phụ và chư tăng mà cô lúc đầu nói. Tức là Tuấn đã thấy được tâm mình sao động con ạ. Tức là bình thường các con nếu không có, nếu sư phụ không đặt ra cho con hay là cô chủ nhiệm không nói các con hôm nay là đi thiền hành và chú tâm vào bước chân, thì các con tâm con phóng dật con cũng không biết. Nhưng chính hôm nay các con vì có cái đầu tiên của mình là mình phải chú tâm. Thế thì chính do cái hướng tâm đó, cái hướng tâm tức là chú tâm, cái hướng tâm mình phải chú tâm vào bước chân, mà con mới phát hiện được ra cái tâm của con nó phóng dật, tức là nó chạy đi lung tung, nó chạy đi lung tung. Đấy là bắt đầu bước đầu của sự quay về, của sự tỉnh thức rồi đấy. Sư phụ rất mong các con sẽ thường xuyên thực tập thiền hơn, trong đó có thiền hành nhé. Tọa thiền và thiền hành là hai phương pháp rất quan trọng để giúp cho các con được bình an cái tâm. Và trong cái thời đại xã hội như thế này thì cái tâm bình an là cực kỳ quan trọng. Không thì các con rất dễ bị căng thẳng, rất dễ bị khổ não, hiểu không? Rồi ốm o, nhé. Đấy.